Sao em không thích mấy loại dầu trị gội em từng dùng? Vì gội và ngứa vẫn quay trở lại. Anh thì chỉ luôn dùng dầu gội Nizoran. Khoa học nay đã tìm ra rằng chính vì nấm Peo Van Le gây ra gội và ketoconazole trong dầu gội Nizoran sẽ diệt trừ Peo Van Le để giúp ta hết gội. Nhớ theo đúng hướng dẫn sử dụng. Dầu gội Nizoran mới trị gội đúng nguyên nhân. Với Nizoran giờ thì em không còn ngứa nữa và cũng chẳng còn gội.